Xin mời các bạn đến với Chỉ Đi Là Giỏi. Đây là một chương trình về du lịch, nhưng mà tất cả những người tham gia vào chương trình này thì ngồi im tại studio. Ngoài ra lại còn tranh thủ trông con. Đấy. Người để trông con, người trông mèo. Để cho thấy là không chỉ đi là giỏi mà chỉ trông con là giỏi. Làm cái gì cũng giỏi. Nhưng quay về với vấn đề chính là Chỉ Đi Là Giỏi, xin được giới thiệu những thành phần tham gia Chỉ Đi Là Giỏi. Người đầu tiên là cơ trưởng Quang Đạt. Người thứ hai xin giới thiệu nhiếp ảnh gia Mai Ca. Người thứ ba, người đang trông con thì mình. Chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề mà nghe sẽ tứa nước miếng. Đấy là đi đâu, ăn gì, đúng không? Và chúng ta sẽ đến với cái phần 1 là đi đâu để ăn. Bây giờ thì mình nghĩ ra là mình sẽ nên chơi một cái trò. Đấy là mình sẽ chơi một cái trò là mình đã ăn sushi đó để xem ai nói trước. Cái người nói đầu tiên thì sẽ chọn một cái điểm đến để có một cái đất nước mà được coi là có nền ẩm thực xuất sắc. Sau đó người tiếp theo sẽ phải nói thêm một cái địa điểm khác, nhưng mà không được trùng với người đầu tiên, và cho xem là mình sẽ tính điểm xem là mình đi được bao xa. Ok, bây giờ ăn sushi trước. 1, 2, 3. Em ra cái kéo cắt tình vũ vơ. Đất nước đầu tiên mà Đạt sẽ nói, và ở đây thì khi mà nói đến ẩm thực của châu Âu nói chung ấy, thì thường là mọi người thứ hai nói đến hai nước, đúng không? Thứ nhất là Ý và thứ hai là Pháp. Thì trong một tập của Chỉ Đi Là Giỏi thì mình đã nói về chuyện là tại sao mà cái người bình thường như chúng mình, tức là không phải là đầu bếp kiểu siêu sao, thì chúng ta sẽ thường là ưu tiên hay là thích những cái đồ ăn ẩm thực của Ý hơn. Tại vì đồ ăn ở Ý thì nó rất là quan trọng với những cái chuyện nguyên liệu tươi ngon, và cái cách chế biến thì nó không quá phức tạp, chứ nó không phải là kiểu Michelin star giống như là kiểu ở đâu mà chả cố gắng làm tươi ngon. Cái đồ ăn ngon nhất ấy là đồ ăn mà của mẹ nấu, tức là nó luôn rất rồi. Quan trọng Ý là toàn các mummy boy giống nghĩa đấy. Thì ở Ý ấy, thì cái này là ôn bài rồi luôn. Đăng ký nhân đơn là chậm mãi, nhanh làm sao như nào nào. Một món nếu mà đến Ý mà mình nghĩ là các bạn sẽ phải ăn đấy chính là, xin giới thiệu là món steak bít tết steak, hay còn nó gọi là Florentina steak ở vùng Tuscan. Thực ra cái hồi mà mình đến Ý thì mình ăn rất là nhiều, nhưng mà cái món mà mình nhớ nhất là Florentina. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái miếng mà chị biết là cái miếng rất là to, và cái miếng đấy là miếng T-bone ấy, là nó có cái miếng xương mà ở giữa ấy. Vì sao mà cái thịt bò ở đấy nó lại đặc biệt? Tại vì đồ ăn Việt Nam mình thì rất là ngon, nhưng mà chỉ riêng một cái là cái cách chế biến thịt của mình thì không thể nào mà có cái technique nó giống như kiểu kỹ thuật nó được chuyên nghiệp như là hội người Âu. Tại vì cái miếng thịt của mình, như chị ra ngoài chợ dễ thấy là miếng thịt kiểu đặc oạch một cái là đây là vừa mới thịt con bò sáng nay rất ngon, đúng không? Thì đấy là cái ưu tiên của mình. Nhưng mà những cái bò kiểu như kiểu Florentina hay là những cái bò steak mà cái chất lượng nó cao ấy, thì chị phải treo cái con bò đấy lên ở nhiệt độ mà thấp gần không gì đấy, trong khoảng từ 15 đến 24 ngày. Tại vì trong cái khoảng thời gian đấy thì tế bào trong thịt thì nó mới vỡ ra, thì nó tạo nên cái sự mềm của thịt bò. không phải là dùng cái gì đập à? Không phải đập. Tức là cái miếng thịt bò nó treo lên dưới ra để muối. Và Florentina thì nó quan trọng nhất là cái bước mà để nó là age cái thịt bò đấy. Tức là lúc mà chế biến hóa lão hóa thịt bò. Và người ta thậm chí người Ý người ta là cái đấy mà chị càng chế biến với nhiều gia vị nó càng thể hiện là cái chất lượng thịt bò không tốt. Tốt. Nên là nó chỉ là muối, và thậm chí là cái tiêu ấy nó cho rất là ít. Và cái thịt bò đấy thì cái đấy nó cái vấn đề khi mà ăn thì nó phải là ăn không có cái việc ăn medium, tức là khi mình chọn ấy nó chỉ được từ medium rare đến rare thôi. Và thường là sống. Mình được ăn tương đối nhiều những cái steak như vậy ở Úc hay ở New Zealand rồi, nhưng mà ở Ý nó có một cái gì đấy mà nó ngon một cách kiểu khủng khiếp. Và kiểu và cái bàn đấy mình đi 3-4 người và chỉ share một cái phần steak nó khoảng 1-2 cân, và cái miếng thịt nó được cắt đâu đấy tầm khoảng 1-2 cân thịt 5 cm. Bình thường là 300g một người rồi. Thì đấy, thì ví dụ những người như kiểu mẹ mình ấy chỉ mua 3 lạng thịt về và cắt cho cả nhà ăn 2 bữa một ngày. Thì khi mà nghĩ đến cái việc ăn kiểu 2 cân thịt nghe nó rất là kỳ thị, đúng không?
Nhưng mà với Florentina thì nó phải như thế, nó phải cái miếng cắt nó phải đạt cái tiêu chuẩn là tầm đâu đấy khoảng 5cm và nó phải chế biến qua những cái bước như vậy. Mất 15 phút chỉ nói về một miếng thịt 2 cân. Bây giờ như này xin bổ sung ý thôi rồi. Cái đấy là cũng là tương đối là tiêu biểu đúng không? Nhưng mà thì mình nghĩ là ý nhắc đến ý là tất cả mọi người đều biết đấy là cái món pizza. Và pizza của Ý thì mình thấy người Ý, cái này mình nói chuyện của với người Ý rất là ghét pizza người Mỹ. Đúng rồi. Vì người Mỹ là cái người mà cho đủ các thứ topping lên, cheese, các thứ loạn lên, người rồi bịa những cái món Hawaiian, các thứ có cả dứa, rồi he, các thứ lên đó. Rồi tất nhiên là người Nhật ở Việt Nam có cái cửa hàng Pizza 4 Piece cũng rất là nổi tiếng cho cả bún đậu mắm tôm, lẫn cơm tấm, các thứ lên pizza. Nhưng với người Ý thì người ta nói là pizza cái ngon nhất chỉ là cái margarita, chỉ có cheese và cà chua. Thực ra nó cũng đúng với những cái gì Đạt chia sẻ, tức là cái gì mà nó thật là đơn giản, nó thật là sơ đẳng, nó không có phải chế biến quá nhiều và người Ý đã nghĩ ra những cái trò đấy rồi cho nên là họ không có cần phải làm mông làm mè. Nhắc nhắc đến cà chua thì đi Ý mới biết là ăn spaghetti thì không cho ketchup. Nấu bằng cà chua tươi, tức là họ cắt ra cho nấu sauce, cho cái sauce chứ không phải như mình là mình mua một cái hộp cho mình đổ vào, đúng rồi. Ý có một món nữa có thể ăn ở Ý mà nổi tiếng ở Ý là nấm truffle, đúng không? Truffle là một cái món mà tương đối đắt nhưng mà ở Ý thì em thấy là khi chế biến ra thì nó không đắt lắm, có thể bởi vì người ta cái vùng mà người ta thu hoạch cái nấm đấy thì nó cũng ở quanh ở Ý, những cái sản vật từ kiểu thiên nhiên như kiểu nấm truffle hay là kể cả những cái chế biến từ phô mai ấy, thứ thì ở Ý nó rất là nổi tiếng. Ok rồi tiếp. Chắc là Nhật đi, đặc biệt là đồ tươi sống, mình rất là thích ăn sashimi. Và thực ra bình thường thì mọi người hay ăn kiểu vào nhà hàng ấy, như ngày xưa Mai Cả ở lâu ấy, thì đặc biệt thích là kiểu buổi sáng đi chợ ấy, xong rồi vào những cái siêu thị mà kiểu vừa mới mình nhìn qua cửa bếp ấy, thấy người ta vừa cắt cả con cá rồi cả cái tảng cá, ăn ở chợ cá đúng không? Chợ cá cũng nhiều nhưng mà nó hơi du lịch ấy. Chứ còn kiểu mình ở lâu, mình ở những cái chợ địa phương ấy, nó rẻ hơn rất là nhiều. Là chị mua ví dụ như kiểu cá ngừ hay thứ về hả? Nhiều lắm, đủ các loại cá rồi mực, tôm, sashimi ăn sống. Nói chung là đồ sashimi. Với lại á, ở Nhật có đặc điểm khi mình đã biết đến sashimi rồi thì mình thấy cái con cá nó rất là, nó có cái giá trị của nó. Thì mình nhìn cái chợ cá mình sẽ nhìn thấy món sashimi, nhưng ví dụ mình đi ra chợ Việt Nam mà mình nhìn thấy con cá mình không được nghĩ được cái món sashimi. Cái loại cá đấy không như kiểu mình đi Phú Quốc thì mình ăn cái cá chích ấy thì mình thấy là đi vào lấy cả cái chợ đấy là toàn cái cá thái thật mà sashimi rồi, nhưng mà không phải miếng sẵn được như là cá ngừ với cá hồi đấy. Rồi Nhật thì mình cũng thích những cái món khá là, ví dụ như là bánh bạch tuộc, cái bánh tròn. Và đặc biệt trời lạnh cái này rất là thích nhá. Đấy. Đổ khuôn xong rồi đấy. Lấy cái que gầy. Xong rồi các loại topping ấy, kiểu trứng hay là các thứ. Với lại gì nhở? Cái vỏ vỏ cá khô ấy, cho lên bay lật. Bánh xèo, kiểu bánh xèo. Bánh xèo. Tên là cái gì ở Sa Kha? Đi mình đặc biệt thích cái mai cua nướng ấy, cái mà mai cua xong rồi bên trong nó có thì ít thịt cua này, xong rồi có phô mai này, gạch cua. Xong rồi nướng lên ấy, siêu ngon. Rồi nó cũng, Nhật nó cũng nổi tiếng bánh nữa, các loại bánh ngọt. Tức là mình ở Nhật lâu ấy thì mình sẽ luôn, ví dụ như là gần nhà có một cái bà kiểu như kiểu bà cô ấy, xong rồi sáng chỉ làm đúng từng đấy loại bánh ấy, xong rồi đi ra mua. Nhưng mà chị có bánh ngon không? Ngon chứ. Bên kia là bà mẹ, cái đi là bà mẹ, cái này là bà cô rồi. Bây giờ xin được Xung Phong nói đến Tây Ban Nha. Chưa đi. Tây Ban Nha thì mình cũng là cái người mà thực ra là mình đi, mình cũng không phải là cái người mà say đắm ẩm thực và đi vì ẩm thực. Nhưng đúng là có những cái thứ rất là nhiều người ta nói và hóa ra đến thì đúng là thật. Ví dụ như mọi người rất là ca tụng các cái kiểu như là tapas của Tây Ban Nha hay là cái paella, cái cơm mà những cái mâm cơm siêu to khổng lồ tại Tây Ban Nha. Thì cái mình thích nhất ở thực Tây Ban Nha đấy là có những cái sự kết hợp nó rất là ngẫu hứng và nó mang cái tính nghệ rất là cao, tức là những cái tapas và mỗi cái nó chả có một cái công thức gì trong cái, tất nhiên là cái paella ấy, nó là có một cái là ok có cơm này, rồi có lúc thì hải sản, lúc có thịt có rau, tức là như một cái mọi người hình dung chậu cơm, cái chậu cơm rất là hổ lốn, nhưng mà mỗi cái nhà hàng ấy họ có một cái công thức riêng ở đấy, nó giống như cái món phở của mình ấy, là phở ơi, nhìn phở thì là như thế đấy, nhưng mà mỗi một cái cửa hàng phở thì sẽ là một cái kiểu nấu khác nhau. Thì đây cũng như vậy, mình đến những cái nhà hàng tapas lâu đời, nghìn đời ở trong những cái khu phố cổ ở Barcelona chẳng hạn, thì
cái đồ ăn họ rất là, họ như kiểu công thức của riêng họ ấy, mà mình cứ ăn mãi được, bởi vì là họ sẽ kết hợp tự dưng cá thu, cá ngừ này xong với gừng này, xong những cái gì cộng vào ấy, thì cái đấy là cái mình rất là hâm mộ cái tapas của Tây Ban Nha. Và thấy nó kỳ lạ ở chỗ là đấy, nó kết nối một cái này với một, ví dụ mình thấy pizza với cheese này rất là bình thường, nhưng mà tự dưng ở đấy họ cứ kết hợp những cái gì ở đâu vào ấy, và nó tạo được sự bùng nổ ở trong miệng. Tức là khi mình nếu mình tìm nếm từng cái thì mình sẽ thấy rất quen thuộc, nhưng khi mình cho tất cả cái đấy vào miệng, và cái kiểu tapas họ cũng làm từng cái miếng để mình cho một phát. Kiểu tapas là ăn hai ngón tay, không được kiểu sờ bốc bốc, mày cầm hai ngón tay cho vào miệng một miếng phát là hết, thì là nó có một sự kiểu bùng ở trong miệng mình đấy. Thì mình rất là hâm mộ. Đợt vừa rồi đi Barcelona và ăn rất nhiều tapas ở Paella. Em cũng thích tapas, nhưng mà tapas thì thực ra nó là, nếu mà nó nếu mọi người sẽ hiểu nó là một cái món ăn ấy, thì không phải, nó là một cái kiểu đồ ăn, kiểu đúng ăn. Không? Tại vì thực ra ngày xưa ấy, bây giờ thì nó là nó bán tapas, nhưng mà ngày xưa là khi mà chị mua rượu ấy, là đấy là như kiểu đồ ăn kèm. Đồ ăn kèm. Bia kèm lạc của mình. Và đặc biệt là những cái quả như kiểu quả Tây Ban Nha và Ý, thì nó ăn tối vào lúc 9 giờ tối, tức cái khoảng từ lúc 5 giờ chiều đến 9 giờ tối là sẽ đi ăn tapas, uống đồ ăn. Thì cái đấy em cũng mê tapas. Tapas là cái hồi đấy là em đi Seville ấy, Seville là cái thành phố lớn thứ 3 sau Barcelona với Madrid, thì là cái quê hương của tapas luôn. Thì trước hôm đấy may là có một đi một cái anh người Tây Ban Nha, thì là anh ấy đã viết cho 5-6 cái cửa hàng tapas để xe đi. À, khoảng em tiên Tây Ban Nha em có đi ăn một món mà em không nghĩ là ngon như thế. Đấy là ăn tôm. Tôm chẳng làm gì cả. Tôm chỉ kiểu nướng trên muối và chỉ là con tôm này thôi, và nó bán đâu đấy khoảng rất là đắt, giá $20 gì cho 3 con. Tức mình đã nghĩ là mình chết rồi, mình đã bị chơi, tức là mình đã bị rip off, vì không thể là có con tôm nó đắt như thế được. Mà không phải là con tôm được to đùng đã ngửa tôm hùm đâu, mà con bé tôm sông như thế này. Nhưng mà khi mình ăn ấy, em chưa bao giờ em thấy một con tôm mà nó ngon như thế, tức là nó ngọt và nó ở đấy người ta cái tôm ở cái khu vực Cadiz và kiểu Seville thì nó đã ngon rồi, nó còn chia vào nhiều loại là con tôm đỏ ở dòng sông này, con tôm trắng ở dòng sông kia, tức là nó rất là ngon. Thế nếu nhưng mà các bạn đi Tây Ban Nha thì tapas và tôm. Tiếp theo thì xin nói về một món ăn, thế nào lại nói về Pháp, nhưng mà lại không phải nói về tầm ẩm thực Pháp nói chung, mà nó ăn riêng đi. Đó là đi ăn, em rất là thích ăn món này, thì không được gọi là cái đạo đức thì nó không được hay lắm, đấy chính là món món gan ngỗng. Gan ngỗng ấy thì là một món ăn mà rất là đạo đức, đặc trưng cho Giáng sinh và chỉ không, có thường con đấy hay bị giết đấy, con đấy ấy là chị nhồi, sẽ nhồi ăn cho con đấy đến cho béo. Nó không đến béo đâu, béo đến chết, tức là nhồi ăn cho đến chết. Xong rồi khi nào cái gan của nó nổ ra thì mình sẽ lấy gan đấy mình ăn. Nhưng mà ngon lắm. Tức là cái đấy, thực ra gan ngỗng mình ở Việt Nam mình hay nghĩ là ăn kiểu pate gan ngỗng ấy. Nhưng mà em thấy đấy là một cách chế biến lắm. Nhỏ một cái miếng như này xong hơi xém xém một tí. Nhưng đấy không phải là pate gan ngỗng. Không phải pate gan ngỗng. Bởi vì mình hay là ăn pate gan ngỗng, nhưng mà mọi người hiểu nhầm nó là pate gan ngỗng, nhưng không phải. Gan ngỗng là cái miếng gan ngỗng, xong rồi nó đặt trên bếp cho nó hơi cháy, ăn với một lát bánh mì nướng và mứt. Mứt để nó tan vào trong miệng rồi nó bùi lên đường luôn. Vì ăn vì mứt cam hay là mứt dâu gì đấy chẳng hạn. Nó làm cho cái vị ngậy của nó nó đúng rồi. Thì đấy là một món em cũng rất là thích khi đến Pháp. Và còn lại thì những cái món Pháp mà loại tinh túy kiểu ốc sên thì em lại không thích. Nhưng mà thực ra Pháp ạ, cheese ngon. Ngon, đúng rồi, công nhận. Hồng mài siêu ngon. Và cái trò mà đúng là ăn cheese, tất nhiên là đến lúc mình cũng hiểu là cheese ở mỗi vùng thì họ đều làm được. Tại vì cheese làm từ sữa bò thôi. Nhưng mà Pháp cũng là cái nơi mà đẩy cái việc ăn phô mai thành một cái thứ mà kiểu rất là cảnh đẳng vẻ, rất là đẳng cấp á, và ăn với lại đồ ngọt. Em thì tức là hồi trước em cũng không thích cheese, xong rồi đi mấy nước châu thực ra cũng không máu. Xong hồi đi học ở Hà Lan ấy, cũng buổi trưa ta cũng gọi có cheese, mình cũng không ăn nhiều. Nhưng mà chả hiểu sao đợt đấy đi triển lãm ở Pháp thì nó cũng chỉ là nó cứ bày những cái các loại cheese khác nhau, nhưng mà ăn cả trái cây, ăn với nhau này, ăn rồi với nhau, ăn với một số các cái hạt ăn với như kiểu cà rốt, dưa chuột, tức là một những cái rau mà để lạnh ấy. Ôi kiểu ngon, mà nó nổ kinh khủng. Mình thì chả biết uống rượu, nhưng mình đã thấy là kiểu rất là ngon mà rượu thấy nó kiểu ý là thấy tiếc vì trước đấy kiểu đi khắp nơi không ăn nhiều ấy. Với một thứ nữa thì mình thấy ở Pháp là những cái bánh croissant ấy,
cái bánh sủi bò. Bánh ngon. Ờ, chồng em thì mê lắm, tại em không máu bánh. Cũng không, chị cũng chưa bao giờ người làm mê bánh, nhưng mà cái bánh ở đấy nó cũng cũng như nói một cái ngôn ngữ khác. Nó là đẳng bánh cấp, đẳng ở Pháp thì nó là cái bánh mì của mình ấy nhỉ? Kiểu ý là thực sự là phải ăn ở đây ấy. Mình cứ nghĩ là làm bánh ngọt mới khó, nhưng mà với những người làm bánh thì phải làm bánh mì mới là khó, mới là khó thành công. Nó quá là khó để làm. Thì mình lấy những cái thứ mà nó tinh tế, nó đơn giản thì chắc là khó. Pháp em thích ăn con vẹn nữa. Môn thấy con vẹn thì mình phải nói sang vị của mình. Con nói tiếp đi. Tại vì em chưa đi vị đấy, nhưng mà kiểu lần nào đến Pháp là cũng ăn lê từ hàng nọ đến hàng kia, các loại sốt khác nhau ấy. Xong rồi chồng cũng phải rú lên kiểu vị hâm mà ngày nào cũng bữa nào cũng ăn vẹn. Ăn tata. Bò tata cũng ngon. Cá tata, tuna tata. Chúng ta sẽ kết lại phần một đây. Xin chào các bạn. Tiếng phải đến check in, nhưng ngược lại cũng có những cái nhà hàng kiểu địa phương mà mình phải nhờ người địa phương dẫn đi. Đồ Việt Nam nhá, hay là kể cả đồ Nhật, đồ Trung Quốc đúng không? Rất là đặc trưng của New York, và có những cái chỗ mà bán mà cũng xếp hàng đầy đường đó. Tuy nhiên ngoài cái món đấy ra thì có một thứ mình cực kỳ mê, đấy là hào sống. Thì khi ở đấy thì lúc nào một cái winery nó cũng sẽ có một cái khu vực nhà hàng và có đúng ba để... món, có nhiều cừu và bò như thế. Đúng thì rồi. Cái chất lượng thịt cả... rất là thực ra là quan trọng là cái cách mà con cừu con bò nó được nuôi nữa, tức là nó không phải là nuôi theo trong trang trại mà nó chạy là... chưa các thứ nữa. Đây cũng ngon mà, siêu ngon mà. Không, nhưng mà tại vì có gì khác không side note là không, em thì vấn đề là từ xưa đến em bất kỳ thị đồ hàng